Mình rất vui được gặp lại tất cả các bạn trên kênh Kiến thức bổ ích của mình. Hình ảnh các bạn đang xem chắc hẳn là không xa lạ đối với mỗi chúng ta. Đây chính là chiếc cối xay bột. Để làm ra được những chiếc bánh ngon, thơm, dẻo thì chiếc cối này sẽ xay nó từ những hạt gạo, hạt nếp mà ông bà ta ngâm hay là những người nội trợ đã ngâm, từ đó cho vào cối để xay. Mình nhớ không lầm là vào những cái thập niên 80, chiếc cối này phải nói là phát huy hết công sức của nó. Nhà nào có chiếc cối xay bột này thì nhà đó phải nói công nhận là cũng là khá đấy các bạn. Đôi khi là những nhà hàng xóm có thể là không có, do cái kinh tế của cuộc sống lúc bấy giờ, thì những nhà nào không có đó, họ có thể là chạy sang qua nhà có để mượn, để xay. Thì chiếc cối này thể hiện hết công sức của nó là sao? Những cái đám tiệc, nhất là đám giỗ quẩy đó các bạn, ông bà ta thường dùng chiếc cối này để xay ra những dòng bột trắng xóa, để gói ra những cái chiếc bánh thơm ngon, bán ngoài chợ, tiếp đãi khách trong những tiệc tùng gì đó. Các bạn thân mến, đây là một chiếc cối. Mình được biết rằng là chiếc cối này trên 150 năm rồi đó các bạn. Gia đình của họ đã giữ từ đời này sang đời khác. Đấy, cũng mấy đời rồi đó các bạn ạ. Cũng may mắn mình đi về ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An, mình gặp chiếc cối này. Anh bạn của mình để bên hè, phải nói là nó tuy không che đậy gì hết, bao năm tháng rong rêu, các bạn đã thấy không, nhưng họ vẫn tin tưởng, họ vẫn tin tưởng như thế, và cũng thường xuyên đốt nhang đó các bạn ạ. Hy vọng đây là những lời chia sẻ các bạn sẽ nắm được phần nào các bạn nhé.